Đấy cái là to à? 575 250 225 Làm cái gì kệ tao. Ủa chứ nhiều. Ủa chứ nhiều ta. Trang ơi, Trang ơi. Bắt gặp bến. Tiền nhiều á? Để chăm sóc sắc đẹp. 550 chứ hả mấy? 275. Quyền Trinh nha. Tiền nhiều hả? Tiền nhiều đã đi chùa giải nghiệp. Bằng 225 đó. Quyền Trinh. Để mỗi khi buồn thì lấy tiền lau nước mắt. Tiền nhiều để làm gì? Đi du lịch. Tiền nhiều để làm gì? Trả lời. Tiền nhiều để làm gì? Để đi để khách sạn 5 sao hạnh phúc vui vẻ được chưa? Tiền nhiều để làm gì? Ờ, đã bao giờ có được tiền nhiều đâu mà biết, trời ơi. Tiền nhiều để làm gì không? Tiền nhiều để đi xa lắm rồi. Em muốn làm chủ tiệm nail. 500 rưỡi. Ủa chứ nhiều, 275. Ủa chứ nhiều. Ủa chứ nhiều. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để mua Gucci. 500 rưỡi chia 2, 250. Tiền nhiều hả? Tiền nhiều để ăn. 500 rưỡi chia hàng mấy? 275. Tiền nhiều để làm gì? Để không phải làm gì hết á. Tiền nhiều để mua quần áo. 500 rưỡi chia hàng mấy? 275. 225. 225 đúng không? Đúng không? Đúng đúng. 500 chia hàng mấy? 500 chia 2 bằng 200, 250. 25. 250. 250. 225. Nghĩa là gì? Để không phải đi làm agency nữa. Tiền nhiều. Tao nuôi tao đó. 550 chứ hả mày? Hử? 550 chứ hả mày? 250. Tiền nhiều để làm gì? Lấy chồng. Tiền nhiều để làm gì? Điện thoại, máy tính, gương mặt, cái thấm dầu.